Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Nhung. Thì hôm nay Nhung sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà làm loang theo theo mẫu mà mình hay dùng. Vì những cách làm loang như thế này thì nó rất là hiện đại và nó rất là phổ biến đối với tất cả những cái loại móng tay, và hầu như là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Ở đây thì móng tay mình đã làm xong hết tất cả các công đoạn rồi, thì bây giờ sẽ chỉ là sơn màu thôi. Thường thì màu thì người ta sẽ phối là hai nhạt hai đậm với một màu nền này. Nhưng mà hôm trước ấy bạn ấy làm một bộ y hệt như thế này rồi và là màu thế rồi, nên là hôm nay bạn ấy muốn thay đổi một chút, là bạn muốn làm một màu đậm thôi, còn đâu là hai màu hồng nhìn cho nó nữ tính ấy. Màu hồng này là màu KF6 của bảng AS nha. Màu này thì cực kỳ là đẹp. Lên nó sáng tay và nó đầm, cực kỳ là tôn da mà nó không bị tức là nhìn nó không bị quê ấy. Nhiều người không biết chọn hồng đúng không? Thì nhìn màu hồng sơn lên nó cảm giác là nhìn nó rất là chán ấy. Nhưng mà màu hồng này thì nhìn cực kỳ thích mắt. Màu tiếp theo mình dùng là màu nền, đó chính là màu nước gạo. Màu này thì có thể phối được với tất cả những cái tông màu mà mình yêu thích. Nói chung là tất cả những cái màu nào mà mình thích đều có thể sơn kèm cùng màu nước gạo và phối cùng màu nước gạo. Bởi vì màu đấy nó giống hệt như kiểu là nó chỉ vẩn vẩn đục ấy. Cảm giác là nếu mà sơn 2-3 lớp thì nó sẽ nhìn kỹ, còn sơn 1-2 lớp thì như là không sơn thôi. Và ở đây cái ngón đấy mình làm loang ấy, nên là không cần phải quá là nổi bật với lớp nền. Tức là lớp nền nó vừa đủ để mình sơn loang lên thôi. Cái màu hồng này này thì cô dâu làm cũng được, hoặc là mọi người thích nhẹ nhàng, nữ tính thì sơn trơn lên cũng được, nhìn rất là đẹp. Mà sơn nó rất là mướt, đặc và bóng nữa. Còn màu đỏ mận này này, người ta gọi đây là màu đỏ nâu. Nhầm rồi, bây giờ phải sơn lại màu đỏ nâu. Màu đỏ nâu này thì sơn trơn cả bàn cũng được, nhìn nó rất là sang. Riêng màu này nhá, cực kỳ sang luôn. Đây người ta gọi là đỏ nâu chứ không phải là đỏ đô hay là đỏ ớt. Sơn lên một lớp nữa này và đẩy sát lên phần chân móng thì mình sẽ cảm giác ấy, là nhìn nó tròn khóe nhất, và cảm giác là móng tay nó sẽ đẹp hơn. Hầu như sơn gel ấy bao giờ cũng phải sẽ sơn 2 đến 3 lớp nha. Nhớ là bao giờ sơn gel thì cũng phải thế, bởi vì một lớp thì nó sẽ thường không ra được cái màu mà mình yêu thích được. Và nhớ là sơn gel này này, mỗi người mỗi quan niệm khác nhau. Có người thì nói là sơn dày thì nó sẽ bền ấy, nhưng cũng có người nói là sơn mỏng nó sẽ bền. Thì cái này mọi người phải thử như thế nào phù hợp thì sẽ áp dụng theo nha, chứ mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau. Bây giờ sẽ đi làm loang này. Chai dung dịch loang này là cái chai mà lúc nào mình cũng cần thiết và lúc nào mình cũng dùng. Đây là lý do tại sao mà tay mình suốt ngày móng nó hỏng, be hỏng bét. Tại vì mình lười, mình có nhẫn pha mà mình không pha. Thường thì sẽ pha màu ấy, lên trên một cái nhẫn pha. Như thế thì nó sẽ không bị hại và nó cũng tiện nữa. Bây giờ sẽ đánh một cái lớp màu hồng lên này. Để gọi là gì nhỉ? Như một dạng là làm pha để nó bớt mất cái màu trắng ở phần đầu móng đi ấy. Đó. Mình sẽ đi như thế là dần dần để nó mất cái lớp trắng ở phần đầu móng. Rồi cho vào hơi bên này cũng tương tự này. Đây là chai gel loang nha. Nhớ là dùng gel loang nó sẽ sướng hơn loang cồn. Nhưng mà có điều kiện thì cứ mua loang cồn nha, bởi vì mỗi cái nó có những cái điểm thích khác nhau. Đó, rồi. Mình chỉ sơ qua đại khái như thế này thôi rồi cho vào hơ. Hơ xong thì bên này cũng tương tự, mình cũng sẽ làm y hệt như thế, chấm thêm một ít loang nữa nhìn cho nó loang kỹ hơn để bắt đầu mình sẽ tán loang. Thực ra là những cái này này nó chỉ là bổ trợ cho cái tông nền mà một chút nữa thì sẽ ẩn giá cứ lên thôi, nên là không cần phải, đại khái thôi chứ không cần phải quá quá là ấy đâu, không cần phải quá cầu kỳ đâu. Mình cứ đại khái là được. Thực ra thì một ngón nhấn như thế này nó đã đủ đặc sắc rồi, nên không cần phải cầu kỳ quá nhiều. Tí nữa cái ngón màu đỏ kia thì mình sẽ kẻ một chút nữa thêm là được. Khi mà có cái lớp loang này rồi này thì đánh như thế này thì cái phần loang của nó sẽ tán ra ngoài cùng. Thường thì mình sẽ tán chữ X. Một số trường hợp thì mình sẽ tán chữ S. Đó, như thế là xong lớp phần loang nhìn xinh xinh rồi. Bên này cũng sẽ làm tương tự như thế. Nó sẽ không đòi hỏi giống nhau được đâu, nhưng nó chỉ na ná nhau được thôi, vì mình vừa quen tay mình làm như thế thôi ấy.
mình cũng sẽ tán, mình cũng sẽ giọng y hệt ra như vậy. Thực ra loa như thế này này thì lớp thứ nhất, lớp thứ hai nhìn có vẻ nhìn rất là kinh ấy, nhưng mà đừng bỏ cuộc nha, phải làm đến lớp thứ ba gì đó thì nó mới ra cái gì vậy, kiểu kiểu như vậy. Tức là phải làm càng nhiều lớp thì mình sẽ tạo cho mình một cái cảm giác là nó sẽ ok và nó sẽ làm nhấn được ấy. Ở đây thì mình sẽ ẩn giả cừ nên là chỉ làm hai lớp cơ bản thôi. Những bạn nào mà chỉ làm loang không ấy, cho một ít giấy nhún lên thì mọi người làm thêm một lớp nữa cho mình. Ở đây thì cái bước ẩn làm giả cừ ấy thì mình sẽ vẽ vẽ cái này đã chứ nha. Ở đây cái bước làm giả cừ của mình thì sẽ ẩn giả cừ dưới cái nền màu trắng, tức là giả cừ trắng đấy, dưới cái nền gel không màu này. Và cái xà cừ trắng này thì nó rất là thông dụng này, một set nó chỉ tầm ba mấy nghìn thôi nhưng mà nó dùng rất là lâu và rất là nhiều đấy. Và những cái miếng xà cừ này thì sẽ có thể ẩn tùy thích nha, cảm giác thế nào là ưng được mắt mình rồi thì lúc đấy sẽ cho vào hơ. Bên này cũng kẻ ngang một chút. Đấy, kẻ đại khái thôi. Chủ yếu nó vẫn là ngón ẩn xà cừ đấy nha. Những cái gì mà họa tiết liên quan đến phần trang trí thì cứ cho vào thôi. Gel nó phân ra ngoài, một là lấy móng tay giả, ngón tay giả có móng thì lau đi. Hai là sẽ dùng một cái dụng cụ nào đấy như là giấy lau gel hoặc là bất cứ một cái dụng cụ gì mà mình có thể lau đi và nó sẽ không được để nó hơ ấy, vì nó hơ là sẽ không tẩy được nữa. Đó, rồi, vào đi. Xong rồi thì bên này cũng sẽ thế, sẽ tán thêm một lớp gel nữa để hơ thêm. Rồi mình sẽ mài ra nha, mình sẽ mài đi. Bên này cũng vậy. Cảm giác phần loang lúc đấy nó rất xấu đúng không? Nhưng mà mình sẽ ẩn giả cừ lên thì nhìn cảm giác nó sẽ ok hơn. Bây giờ thì sẽ lấy giấy lau gel lau đi một chút này, rồi bắt đầu sẽ mài. Mình sẽ mài hết những cái phần mà mình cảm thấy nó gồ gồ lên. Và cái phần gel nếu không may nó bị chảy ấy, hay nó bị tràn gì đấy, mài đi thì mọi người không sợ nó bị mất cái phần loang bên dưới. Nhưng mà vì lúc nãy mình đã làm gói hai lớp gel rồi ấy, thì mài bao nhiêu đi chăng nữa thì nó chỉ vào phần gel thôi. Bây giờ thì đã đến cái công đoạn cuối cùng là công đoạn sơn tóc. Sơn tóc này thì nhớ là phải khóa đầu móng thật kỹ vào. Tất cả những cái phần liên quan đến cái phần khóa đầu móng này thì phải khóa thật kỹ, nếu không thì nó sẽ rất dễ bị bong và rất dễ bị chóc đầu. Không khóa kỹ nhá thì nó có thể là nó không bong hết, nhưng nó sẽ bong phần đầu móng, nhìn nó sẽ rất là nham nhở và nhìn nó sẽ cảm giác là nó sẽ không được đẹp ấy. Nhiều người người ta sẽ gỡ ra ngay ấy, nếu nó chỉ cần bong một chút. Bền cả thì không sao, không ai động, nhưng mà nếu mà không may nó mà bị bong rồi ấy, thì rất là dễ bị gỡ. Và người ta cũng không thích bị nhanh bong như thế đâu, nếu mà ngồi 1 đến 2 tiếng. Bên này cũng tương tự như vậy. Lau đi rồi mài. Mình bao giờ cũng có cái thói quen là phải mài ra hai khóe một chút, cảm giác nó yên tâm hơn. Cái bên này thì mình sẽ phải mài ít hơn và mình sẽ lau đi để sơn tóp đoạn cuối. Các con khác mà nó dính bụi ấy, thì cũng nhớ phải lau đi. Nếu không ấy thì cái tóp của mình ấy, cái chai tóp này này, cọ đầu cọ của nó sẽ bị dính bụi và nhìn nó sẽ bị hỏng luôn cả cái chai đấy đi. Đó. Nếu như mọi người muốn có nhu cầu mà muốn mua phụ kiện nail ấy hay đồ nail ấy thì mọi người cứ inbox vào Zalo hoặc là vào Facebook chính của mình thì nhà mình sẽ tư vấn cho mọi người đầy đủ nha. Đấy, khếm nó mà bị chờm rồi thì phải lau đi một chút. Rồi. Bây giờ đây là một cái bộ móng mà sau khi mà mình đã hoàn thành này. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.